đi bỏ vào cái việc mà cốt các bạn ấy đi bỏ bê vào đằng sau, nó là cái việc tối ưu làm sao, đúng không? Cấp thiết làm sao này, DB backup như nào, cốt backup như này, hay là những cái tính năng cân bằng tải của nó rất là nhiều. Đấy, thì trong cái phần này thì chúng ta sẽ đi vào hai cái phần này. Thì trong đây thì thầy cũng chưa sắp xếp, thì cái buổi nào mà để thầy sẽ cũng tổng hợp lại nhé. Thì cái phần nào mà từ 1 phút đến 5 phút thì em lại đi lại.